Chào mọi người đến với kênh của mình nhé. Đã lâu lắm rồi thì mình không ra video. Thì hôm nay mình sẽ lên một số máy cho mọi người. Mà những cái dòng máy này là mình đi bãi và mình chọn lựa rất là kỹ nhé. Cho nên là giá nó cũng sẽ không rẻ như ngày xưa nữa. Thì bây giờ mình sẽ đến cái con cưa đầu tiên. Đây là con cưa Nati này. Đây, con cưa Nati. Con cưa này thì còn còn lưỡi zin của nó nha. Đây. Đấy, lưỡi của nó rất là mỏng luôn, rất là đẹp. Con này sống full nha. Con này thì mình lướt nhanh thôi. Mình không có pin test thì con này sống full. Mình có kẹp hai cái nguồn đó và nó chạy bình thường nha, cắt ổn hết. Đây, con này mình lấy giá là 250. Bạn nào mua inbox với mình nha. Tiếp theo là đây, con Hitachi không than. Con Hitachi không than này mình chỉ bạc thân máy thôi nha. Đây là cái cục pin mà anh khách gửi cho mình sửa. Thì mình hiện tại vẫn chưa sửa xong. Thì hôm nay mình sẽ bán cái thân máy không than này. Nó có chỉnh lực với chỉnh búa nha mọi người. Đây. Đây nó có chỉnh lực này và chỉnh búa này. Ở đây á có 3 có 4 4 cấp chỉnh lực và 2 cấp chỉnh búa. Đây. Đây là chỉnh búa này, có đèn và báo pin này. Đấy. Cái này chỉ chỉnh lực được cái chiều bắn vít vào thôi nha, còn bắn vít ra thì nó luôn luôn chảy mắc nha mọi người. Đấy, con Hitachi này rất là đẹp ngoại hình này, đầu cứng không rơ một tí nào luôn. Đây là những cái con máy mà em lựa trong bãi, những cái con máy tốt trong những cái con máy tốt nhất nha mọi người. Đây, con máy này em bán với giá là 500.000 nhé. Bác nào mua sớm thì inbox với em 500.000 nha, chỉ ngày hôm nay thôi đấy. Đây. Còn tiếp theo là con cưa Makita này, con cưa không than nha mọi người. Con cưa này chạy xài pin 14V4. Đây các bác xem ngoại hình của nó đi, cao su này, rất là mới luôn. Đó. Cao su rất là mới, rất là liền lạc. Lưỡi zin của nó nha. Đây là lưỡi zin nha. Chắn này. Đấy. Bàn này. Bàn cưa rất là đẹp luôn. Đấy. Nó có bẻ góc nghiêng bao nhiêu độ này nha mọi người. Đây. Góc nghiêng. Chỉnh lên xuống lưỡi. Đấy. Bác nào mua cái con cưa này thì rất là đẹp luôn. Đây. Để mà kiếm được một cái con cưa không than 14V4 Makita như thế này thì rất là khó nha. Hiếm có ai mà kiếm được mà cái con máy mà full từ đầu đến cuối mà không có thay bất cứ một cái linh kiện gì hết. Đấy. Cả cái lưỡi đẩy của nó cũng rất là nhẹ này. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, bác nào mua thì inbox với em nha. Con này em bán với giá là 800.000 nha. Bác nào mua thì inbox với em. Nó có video test á. Ngày Tết em có cắt. Thì bây giờ em sẽ trích một cái đoạn cắt của nó cho mọi người xem. Nó cắt gỗ thịt rất là mượt nha. Tiếp theo là em có đóng dư một cục pin DW 4A. Thì bác nào mua thì liên hệ với em nha. Cái con máy này thì nhận sạc zin mặt hãng. Nó nhận sạc zin nha mọi người. Đây, nó nhận sạc zin này. Hiện tại thì em có nhận đóng pin một số cái dòng pin nha. Hiện tại em có một lô Samsung 40T3 về nội trợ rất là đẹp. Nội trợ là 10,5. Nội trợ của nó là tầm 10,5 đến 10,3 nhé. Chạy tùm lum thế này.
Đây mọi người, 10,14 nha. Nồi chợ của nó là tầm 10,15. Nồi chợ rất là đẹp luôn. Bác nào đóng thì liên hệ với em nha, giá thì cũng rẻ thôi. Giá thì cũng rất là hợp lý để đóng các dòng pin trọt rồi đấy. Và hiện tại bên em cũng đóng sạc dự phòng nha. Đấy, những anh nào thích đơn giản này, những anh nào thích đơn giản kiểu cục xúc á, mà dung lượng là 15.000 mAh á, thì có thể liên hệ với em đóng nha. Em đóng là chuẩn dung lượng, chỉ có hơn thôi chứ không có thiếu dung lượng nha. Còn cái con trong suốt này thì đẹp hơn, nhưng mà dung lượng nó lưu trữ được ít. Cái này thì là của bot con gái rồi. Bác nào muốn bot con trai thì em có cái bot màu vàng á. Nha, bác nào mua thì liên hệ với em. Cái cục pin này em bán với giá là 400.000 nha. 400.000 cho cái cục pin này quá. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.